sau vụ xe tải chở gỗ răm bị lật đè ba người không may đã không qua được ở bình định cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe tải tối 20 tháng 10, công an tỉnh bình định cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe tải chở gỗ răm trong vụ lật xe ở tp quy nhơn khiến ba người không may đã không qua được thì cho thấy kết quả âm tính theo báo cáo ban đầu về vụ tai nạn khoảng 10 giờ 16 cùng ngày xe tải bks 77h02517 do tài xế nguyễn minh tâm 34 tuổi trú tại huyện phú mỹ bình định chở gỗ răm chạy trên đường tây sơn tp quy nhơn tỉnh bình định khi đến khu vực phường Quang Trung, TP Quy Nhân, xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè trúng ba người đi trên xe máy. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS công an tỉnh Bình Định đã dùng các thiết bị chuyên dụng, nâng thùng xe tải đưa các nạn nhân ra bên ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cả ba người đã tử vong, danh tính của ba nạn nhân được xác định gồm cháu Tia, N, N, P, S, B, G, B, cùng 9 tuổi, chú TP Quy Nhân, anh N, T, B, 31 tuổi, quê Nghệ An,